Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang bài số 6 trong bộ giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản, mình biên soạn riêng dành cho các bạn học viên trung tâm tiếng Trung Channel Master. Và đây là website trung tâm tiếng Trung Channel Master học tiếng Trung.tv. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tên miền lá học tiếng Trung.tv hoặc các bạn có tên miền lá tiếng Trung.com thì sẽ chuyển sang website của trung tâm tiếng Trung Channel Master. Và tiếp theo thì các bạn ấn vào đây, học tiếng Trung online hoặc các bạn ấn vào đây, thì sẽ chuyển sang kênh YouTube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung Channy Master. Và các bạn ấn vào nút này, đăng ký hay còn gọi là nút subscribe màu đỏ để sau này mỗi khi mình đăng lên đây một bài giảng mới, một video mới thì các bạn sẽ được thông báo sớm nhất ngay lập tức. À, mình thầy Vũ vừa đăng lên đây một bài giảng mới, các bạn vào xem đi. Các bạn nào chưa ấn nút đăng ký hay còn gọi là nút subscribe thì các bạn sẽ không được thông báo bất cứ thông tin gì cả. Và các bạn sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các cái video bài giảng học tiếng Trung bổ ích từ trung tâm tiếng Trung Channy Master. Đó Cả lớp chúng ta cùng ấn vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Channel Master các bạn ấn vào nhá Rồi, sau khi các bạn làm xong bước đó thì chúng ta sẽ sang slide thứ hai. Đó, bạn nào quên chữ ấn thì các bạn ấn luôn ấn luôn vào đi. Đó, ấn vào nút đăng ký là xong. Đó. Được chưa? Sau đó thì các bạn vào danh sách phát này. Ấn xong thì các bạn vào danh sách phát, ấn đăng ký nhá đăng ký subscribe. Rồi danh sách phát thì bạn nào mới bắt đầu học tiếng Trung ấy thì chúng ta phải ưu tiên xem cái này trước đó học phát âm tiếng trung và tự học tiếng trung cơ bản đó mình vừa đăng xong mình vừa làm xong bài giảng là một hai ba bốn năm năm bài giảng đó thì bạn nào uh, trước khi xem bài giảng hôm nay các bạn nên xem qua trước và video bài giảng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó phần phát âm tiếng trung cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng trung tức là mình nhấn mạnh cái chữ từ đầu đó tức là để dành cho các bạn mới học tiếng trung tức là chưa biết gì về tiếng trung những bạn nào mới bắt đầu học tiếng trung thì theo kinh nghiệm của học tiếng trung của mình ấy, thì các bạn phải học xác định là phải học tình Trung phổ thông chuẩn xác ngay từ đầu tức là cái phát âm của bạn phải chuẩn ngay từ đầu. Nếu mà các bạn phát âm mà sai ngay từ ngay từ đầu thì sau này các bạn sẽ rất là khó sửa vì nó đã thành tập rồi, mà đã thành thói quen thành tập rồi thì rất là khó sửa và ngại sửa, thậm chí có thể nói là không thể sửa được nữa. Do đó theo kinh nghiệm của mình, học tiếng Trung của mình thì mình khuyên các bạn là hãy học phát âm tình Trung chuẩn xác ngay từ đầu, nó chuẩn xác ngay từ đầu phát âm chuẩn ngay từ đầu đó. À, các bạn vào xem danh sách phát này tự học tiếng Trung cơ bản này, à, học phát âm tiếng Trung này, là hai cái danh sách phát là ưu tiên hàng đầu. Đó. Tiếp theo thì các bạn à, nên kết hợp với học uh, tình Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới và quyển 2 phiên bản mới. Đây là tạm luôn một cái danh sách phát quyển 1 này. Đây là và đây là danh sách phát quyển 2. Các bạn vào xem luôn cả quyển 1 và quyển 2. Đó, các bạn ưu tiên danh sách phát uh, xem trước bốn danh sách phát là tự học tiếng Trung cơ bản này, học phát âm tiếng Trung này, học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới và quyển hai phiên bản mới. Đó và đồng thời các bạn cũng nên có một cái máy tính à, để có thể hỗ trợ các bạn học tiếng Trung cho sao cho, cho nó hiệu quả nhất và nhanh nhất. đó thì các bạn nên cài cài trước bộ gói tiếng Trung sâu cầu đó bộ gói tiếng Trung sâu cầu các bạn vào đây xem các bước cài đặt. thì à, các bạn ở à, vào đây bạn nào dùng Win7 thì các bạn xem video này, bạn nào dùng Win8 thì xem video video này, bạn nào dùng Win10 thì xem video này. Đó, sau khi cài đặt xong thì các bạn à, vào đây xem à, hướng dẫn sử dụng bộ gói tiếng Trung sâu cầu đó mình làm một video dài khoảng 40 phút để, để hướng dẫn các bạn cách sử dụng bộ gói tiếng Trung sâu cầu sao cho uh, hỗ trợ các bạn được uh, tốt nhất trong việc học từ vựng tiếng Trung. Học từ vựng tiếng Trung là cực kỳ quan trọng. Đó. Cái, nó là cái vốn từ của chúng ta để chúng ta có thể diễn đạt cái ý của mình một cách uh, một cách tốt nhất. Đó đó là cái phần hướng dẫn sử dụng bộ gọi tiếng Trung sơ hỗ trợ chúng ta họp, trong việc học từ vựng tiếng Trung rất là nhiều. Đó. Nên các bạn nên y, nên cài đặt trước bộ gọi tiếng Trung sơ trên máy tính. Đó, để học từ vựng tiếng Trung. Rồi sau khi chúng ta đi xong cái phần đó thì chúng ta sẽ vào slide số 3 Cái slide này. Chúng ta đã học xong ở trong bài video bài giảng số 1 rồi. Đó. Bạn nào chưa xem lại bài giảng số 1 thì các bạn vào đây và nhấn sẽ phát là tự học thì chúng cơ bản. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là học thì chúng cơ bản từ đầu. Đó. cái sẽ, cái cái video đầu tiên các bạn vào đây xem chưa đã. Đó. thì các bạn sẽ thấy được cái cái phần nào mà chúng ta sẽ ôn tập lại thôi chứ không phải học lại. Chúng ta ôn tập lại chứ không phải học lại nha. Rồi. Những cái màu mình môi, mình bôi đỏ ấy, thì nó là cái chúng ta phải thật chú ý, à, thật chú ý rất là dễ nhầm lẫn. Rồi, chữ B này các bạn có nhớ là phát âm thế nào không? B đọc là pua không thổi nhá pua không thổi và chữ p này chúng ta phải thổi cái chữ pua vừa nãy ra đọc thành là pua pua được chưa và chữ d này chúng ta đọc là tưa tưa đọc là tờ cũng được không sao tưa nhá chữ t ta đọc là thưa thưa chữ g ta đọc là gì nhỉ cưa cưa cái cưa đó cưa chữ k ta đọc khạc cái chữ g ra khạc cái chữ cờ ra xong là thành chữ cưa đó là là, là là, là chữ k chữ k đọc là khạc cái chữ cờ ra đọc thành cưa đó cưa chữ h đọc là khờ nhẹ ở trong tiếng Việt đọc là khờ 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 thấy chưa đã nhá pô pô tưa thưa cưa khưa và khờ rồi đó là cái phần thanh mẫu chúng ta đọc xong ở trong video bài giảng số 1 rồi bạn nào chưa xem thì chưa xem video bài giảng số 1 thì các bạn vào danh sách phát là tự học thành trung cơ bản và các bạn xem video này đó được chưa tiếp là chúng ta sẽ sang slide thứ tư đó là vận mẫu chúng ta cũng học rồi bạn nào chưa xem lại video bài giảng số 2, số 3 thì các bạn vào xem lại luôn nha. số 2 và số 3. đấy 2, 3. Rồi. Chỗ cái bôi đỏ là cái phần chúng ta phải thật chú ý. E đọc là gì nhỉ? E đọc là ưa, ưa, ưa. Rồi, U2 chấm chúng ta đọc là y, đọc như thổi sáo. Cái cái mô các bạn thổi sáo như thế nào, cái hình hình dạng môi các bạn thổi sáo như thế nào thì chúng ta đọc cái âm y là như vậy. Nào, u, y, dạ, y. Rồi, tiếp, a, a dẹt miệng ra, a, a Ơ, u này o o o thấy chưa ư ừ, ư ừ, a o ư ư a o rồi tốt tốt tiếp theo chúng ta sẽ sang slide tiếp theo slide thứ năm là cái bảng uh, ghép vần ghép âm này cái bảng này cực kỳ quan trọng nên là mình nhấn mình nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể là ấn tượng luôn à, phải phải ghi nhận luôn ấn tượng luôn và cái này chúng ta sẽ làm cái nó gọi là cái bước khởi, khởi động trước khi vào bài học chính do chúng ta khởi động ngữ bằng ngữ điệu ở trong tiếng trung phổ thông nhá rồi các bạn chú ý là chúng ta học tiếng trung phổ thông chứ không học tiếng trung địa phương tiếng trung địa phương là tiếng trung quảng đông quảng tây quảng quảng gì đó và tiếng trung và tiếng trung đài loan tiếng đài loan cũng là tiếng địa phương đó nên là người đài loan họ cũng phải học tiếng trung phổ thông để làm việc với người nước ngoài đó nên các bạn cứ cứ yên tâm là học tiếng trung phổ thông không cần phải học tiếng trung địa phương của người trung quốc không phải học tiếng trung địa phương của họ đó người trung quốc họ phải học tiếng trung phổ thông ngay từ ngay ngay từ lúc đi học nên các bạn cứ yên tâm là chúng ta học học chuẩn rồi rồi các bạn đọc theo mình này ta pu pi pu tai tê tao pa pu pi pu tai pe tao po ma mua mưa mi, mu, mai, mây, mau, mau. pha, phu phu, phê, phô ta, fa, ti tu, tai, tây, tàu, da, ไทเททีทูไทเท่าเทานาเนื้อนีนูนายเนยนาวโน่ลาเลือลี ลูลูลายลีลาวล, ào, ล ầu, ูกาเกือกูกายกเกาวกูคาเคือคูอคายเค khâu khâu kha he khu khai hay khâu khâu đó chúng ta vừa khởi động xong cái bảng cái vần, cái âm à, tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp à, chúng ta chỉ đảo lại cái phần nội dung cũ của bài học thôi chứ không phải học lại nha rồi cái vận mẫu này vận mẫu à, mình bôi đỏ đọc là gì nhỉ n đọc là ân ân còn ng vận mẫu ng chúng ta đọc là ân Ân, vận mẫu on g chúng ta đọc là um, um, rồi. Đọc nha. Ân, ân, um, ân, ân, um, ân, ân, um, Rồi, rất tốt. chúng ta vừa đi lại một số bài, một số nội dung quan trọng chính của bài cũ. Đó, bạn nào chưa xem lại video của bài cũ thì các bạn vào sẽ sách phát là à, vào uh, kênh youtube học tiền trung online của trung tâm tiền trung channel master các bạn vào trang chủ là tiền trung com hoặc là học tiền trung tv tiếp theo các bạn ấn vào đây hoặc là các bạn ấn vào đây đó thì sẽ chuyển sang kênh youtube học tiếng trung online của trung tâm tiền trung Channel master và tiếp theo thì các bạn ấn vào nút đăng ký subscribe hay còn gọi là nút đăng ký màu đỏ đấy để để các bạn có thể được cập nhật các video bài giảng mới nhất từ trung tâm tiền trung Channel master các bạn nào chưa ấn nút đăng ký hay là không muốn ấn nút đăng ký thì không sao cả thì các bạn sẽ không được thông báo bất cứ thông tin gì cả và các bạn sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các video bài giảng học tiếng trung và luyện thi hsk online miễn phí à, rất là bổ ích từ trung tâm tiền trung chani master rồi tiếp theo các bạn vào danh sách phát này là các bạn vào đây danh sách phát là gì nhỉ tự học tiếng Trung cơ bản đó, các bạn vào đây đó các bạn vào xem trước xem lại các video bài giảng xem các video bài giảng số 1 2 3 4 uh, 1 2 3 4 5 đó, uh, học phát âm tiếng Trung cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung rồi uh, tiếp theo chúng ta sẽ uh, vào phần luyện tập của bài học ngày hôm nay đó, đây là cái bảng ghép vần ghép âm đó, bảng ghép vần ghép âm À, uh, vận mẫu này chúng ta học rồi đúng không? À, uh, thanh mẫu như này chúng ta học rồi đúng không? Và cái vận mẫu này chúng ta học rồi, bây giờ chúng ta chỉ ghép thanh mẫu và vận, và vận mẫu với nhau và nó nó sẽ thành cái bảng này ok các bạn đọc theo mình nhá đọc này tan tân tăng tân tan Tân thang thân man mân mang mừng san sân sang phân tan tân tăng tân tung than thang thân thùng, nan nân nang nâng, nung lan lan lần, lùng, can cân can Cần, cung khang khân khang khân khung khang khân khang khân khung rồi chúng ta đọc lại nha tan tân bang tân than thân thang thân man mân mang mân san sân sang phân tan tân tăng tân tùng than thang thân thung nan nên nang nâng nung lan lăng, lần, lung can, 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 cân, cung Khan can, khăn, can, 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 Khan can, hôm can, Rồi, tốt, tốt, chúng ta đọc lại can, Đọc này Tàn, bên, bang ban pan pen pang phong man men mang mơn sang phân phang phong tan tân tang tơn tùng thang thang thân thôn nan nên năng nâng nung lan lan lần lùn can kinh, can cân cung khan kinh, khang khân khung Khang, khân, khang, khân, hôm rồi vậy là chúng ta vừa đọc xong toàn bộ bảng và ghép vần ghép âm à, từ từ các cái kiến thức cũ là bao gồm là gì nhỉ thanh mẫu này thanh mẫu này và vận mẫu này đó và vận vận mẫu này nữa đó, các bạn à, đó là toàn là kiến thức của bài cũ và hôm nay chúng ta sẽ chủ là luyện tập ghép vần luyện tập ngữ âm ngữ điệu tiếng trung phổ thông Uh, đọc cái bảng phiên âm này, bảng cái vần này, được chưa? Ok, và tiếp theo sang slide thứ 8 là bạn nào quên chưa uh, nút đăng ký subscribe kênh YouTube học tiền Trung online của Trung tâm tiền Trung Channel uh, chan Master thì các bạn vào trang chủ là tiếng trung com hoặc là học tiền trung tv tiếp theo các bạn ấn vào đây học tiền trung online hoặc các bạn ấn vào đây đó để ok chuyển sang kênh youtube học tiền trung online của trung tâm tiền trung Channy uh, chan master đó thì các bạn uh, ấn vào nút này uh, nút đăng ký subscribe màu đỏ hay còn gọi là nút uh, subscribe đó để đăng ký kênh YouTube học tiền Trung online của Trung tâm Tiền Trung Channel Master thì sau này các bạn sẽ được thông báo rất là nhiều các cái video bài giảng học tiền Trung online miễn phí hoàn toàn miễn phí 100% từ Trung tâm Tiền Trung Channel Master bao gồm cả video luyện thi Haskell và video gì video học từ một tiền Trung Haskell và rất là nhiều danh sách phát khác nhau các bạn ấn vào đăng ký thì các bạn sẽ được thông báo rất là nhiều các cái video học tiền Trung online mới nhất nha mới nhất là mình vừa mới làm xong là mình đang lên đây là các bạn sẽ được nhận thông báo luôn là các bạn có thể xem trực tiếp luôn. Đó, không phải mất công chờ đợi à, các bạn sẽ không bị bỏ lỡ các bạn sẽ không bị bỏ lỡ các cái video bài giảng mới nhất từ trung tâm tiếng trung channel master và mình có làm một cái danh sách phát là luyện thi ASCAL online luyện thi, ASCAL, luyện thi online cấp 1 đó, và tư vựng tiếng trung Haskell đó mình làm thêm cả ba cái danh sách phát, danh sách phát này nữa để 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 các bạn nào có nhu cầu luyện thi ASCAL thì các bạn vào đây các bạn luyện thi theo các video bài giảng uh, của mình đó học các bạn tiếng trung mà mình đang là 6 video tất cả à, mỗi video là khoảng một tiếng đó khoảng một tiếng là mình làm rất là chi tiết cẩn thận đó là rất chi tiết cẩn thận nên các bạn và các bạn xem xong là các bạn có vấn đề gặp ở đâu thắc mắc chỗ nào thì các bạn cứ việc để lại comment ở ngay bên dưới video nào đó ở uh, trong bài giảng của mình đó, thì mình sẽ ưu tiên trả lời ở trên facebook à, trên trên youtube trước còn sau đó mình mới trả lời ở trên uh, facebook xong ok bạn nào ấn chưa ấn đăng ký thì ấn đăng, đăng ký luôn nha ấn, ấn, luôn đi đó sau khi ấn đăng ký xong kênh youtube học tiếng trung la của trung tâm Tiền trung chenny master thì các bạn vào slide thứ chín là phần cuối cùng của, của bài học ngày hôm nay. Đó, kênh YouTube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung Channel Master mình, mình, vừa nói rồi. Và tiếp theo là nhóm tiếng Trung Alaska hay còn gọi là group tiếng Trung Alaska. Nó cũng như là một uh, forum, một diễn đàn ở trên Facebook mình lập ra thành riêng cho các bạn học viên trung tâm tiếng Trung Channel Master. Các bạn mật dễ dàng có tên miền là tiếng Trung com hoặc là học tiếng Trung tv. Tiếp theo các bạn kéo xuống dưới, các bạn ấn vào đây là cái thành viên đó, group tiếng Trung Alaska đăng cái thành viên. Đó, các các bạn học viên là các bạn là vào đây thì các bạn để các bạn được uh, uh, trao đổi bài học và được hỗ trợ giải đáp thắc mắc sau giờ học nha ta không chỉ tức là mình không chỉ hỗ trợ các bạn ở trong giờ học mà còn hỗ trợ các bạn ở ngoài giờ học nha các bạn đang comment ở đây đang để lại comment đây các bạn hỏi gì thì hỏi đó ờ, uh, tiếp theo và những cái bài giảng uh, mới nhất video mới nhất thì mình đều đang ở trên này đang trên nhóm tiếng trung haska của trung tâm tiếng trung channel master đó thì mình, định đính ghi vào bài học mới nhất bài giảng mới nhất là video, video bài giảng mới nhất mình đăng mình đính ghi ở đây đó, thì các bạn sẽ được thông báo sớm nhất à, các bạn các bạn phải ấn nút tham gia thì mới được thông báo các cái video bài giảng các cái tài liệu học tiếng trung mới nhất của mình đăng ở trên này đó. À, tiếp theo là gì nhỉ fanpage luyện thi HSK online và fanpage tiếng trung Haska rồi fanpage luyện thi HSK các bạn vào đây các bạn vào trang chủ là tiếng trung com này hoặc là học tiếng trung tv đó tiếp theo các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây tiếng trung Haska và luyện thi HSK online đó, tiếp theo thì các bạn ấn vào nút like này nhá nó có giống như là một cái nút đăng ký kênh đấy hay mà đây là đăng uh, like để fanpage của trung tâm tiền trung chani master mục đích là gì để các bạn được thường xuyên uh, được cập nhật các cái video tài liệu bài giảng học tiền trung mới nhất từ trung tâm tiền trung chani master đó thì các bạn sẽ được thông báo còn bạn nào không ấn like thì các bạn sẽ không được thông báo bất cứ thông tin gì cả và các bạn cũng sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều các cái tài liệu học tiền trung bổ ích từ trung tâm tiền trung chani master rồi tiếp theo là fanpage luyện thi hát online các bạn cũng ấn nút like À, cũng như, như vừa rồi để các bạn có thể được cập nhật các cái tài liệu bài giảng học tiếng Trung mới nhất từ trung tâm tiếng Trung Channel Master. Trong đó cái cái cái, cái, cái mình trọng tâm là cái, cái, cái các cái video bài giảng luyện thi HSK, luyện thi HSK bao gồm uh, video luyện thi HSK từ vựng nhà, uh, video luyện thi ngữ uh, pháp HSK là vân vân. các bạn ấn vào like là xong. Rồi tiếp theo là trung tâm tiền trung Channel Master có hai website là tiền trung.com và học tiền trung.tv. Các bạn nên truy cập đồng thời vào cả hai website. Vì sao lại như vậy? bởi vì có rất nhiều tài liệu bài giảng video học tiếng trung và luyện thi HSK mình chỉ đăng ở trên website là học tiền trung tv nhưng mình lại không đăng ở trên website là tiền chung com và ngược lại có vô số bài giảng học tiếng trung online và video học tiếng trung online và các cái video luyện thi HSK mình chỉ đăng ở trên website là tiếng trung com nhưng mình lại không đăng ở trên website là học tiếng trung tv vì vậy để các bạn có được một bộ bài giảng học tiếng trung và luyện thi HSK toàn tập nhất đầy đủ nhất thì các bạn nên truy cập đồng thời vào cả hai website là tiếng chung com và học tiền trung tv Ok, vậy là phần trình bày của mình đến đây là kết thúc rồi có lẽ đã đến giờ chúng ta phải nói lời chặt tạm biệt chia tay rồi và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo chào các bạn